Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới thì lễ hội khinh khí cầu thú vị hấp dẫn sẽ được tổ chức tại một khu đô thị cách Hà Nội 12 km. Tham dự lễ hội, du khách sẽ được thử cảm giác là bay liệng ở trên bầu trời bằng các khinh khí cầu khổng lồ và tận mắt chứng kiến những màn trình diễn vô cùng đặc sắc. Đến với lễ hội, du khách sẽ được thử cảm giác bay liệng trên bầu trời bằng các khinh khí cầu khổng lồ, tận mắt chứng kiến những màn trình diễn khinh khí cầu đặc sắc hoặc là tham quan lòng khinh khí cầu. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang tới cho bạn một trải nghiệm mới mẻ khi được lượn trên không trung trong chiếc khinh khí cầu treo lơ lửng ở độ cao tối đa là 40-50m theo tiêu chuẩn quốc tế. Khinh khí cầu sẽ chỉ bay trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 9 giờ và từ 15 giờ đến 18 giờ 30. Đó được xem là khoảng thời gian thuận lợi về mặt thời tiết, nhiệt độ và áp suất để vận hành khí cầu an toàn. Thời điểm này trời sáng, ánh nắng không gay gắt và du khách sẽ ngắm nhìn được không gian xanh mát bao la trước mắt. Vé vào cửa là 30.000 đồng một khách, vé bay cùng khinh khí cầu giá 200.000 đồng đối với người lớn, 100.000 đồng đối với trẻ em. Mỗi lượt bay trong 5 phút, lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5.